Video trước mình đã đưa ra một bài toán rất là chính xác nhưng mà có rất nhiều ý kiến trái chiều. Trong video này mình đưa ra một vấn đề rất là thú vị, đó là chứng minh 1 bằng 0. Lưu ý, 1 bằng 0 là không chính xác. Tuy nhiên thì các bạn có thể phát hiện ra được lỗi sai ở trong cách chứng minh này hay không? Xin mời các bạn hãy comment trong phần bình luận. Đầu tiên chúng ta xét tổng S bằng 1 trừ 1 cộng 1 trừ 1 cộng 1 trừ 1 cộng 1 trừ 1 vân vân. Tổng này gồm vô số các số hạng được tuân theo quy luật trên. Ta nhóm hai số hạng đầu của tổng S là một nhóm, hai số hạng tiếp theo là một nhóm, hai số hạng tiếp theo là một nhóm. Tổng S sẽ gồm vô hạn các nhóm như vậy. Tổng S sẽ bằng 0 cộng với 0 cộng 0 cộng 0 cộng vân vân, gồm vô hạn số hạng 0, tổng này bằng 0. Mặt khác ta lại có tổng S sẽ bằng 1 cộng với trừ 1 và 1 tan nhóm là một nhóm. Tiếp theo trừ 1 và 1 tan nhóm là một nhóm. Và trừ 1 và 1 tan nhóm là một nhóm, vân vân. Tổng S sẽ gồm vô hạn các số hạng trừ 1 cộng với 1. Tổng S sẽ bằng 1 cộng 0 cộng 0 cộng vân vân cộng vô hạn các số 0. Tổng S sẽ bằng 1. Do đó chúng ta có 1 bằng 0 vì cùng bằng S.